Kính thưa quý vị và các bạn, trong hiệp thi đấu đầu tiên này thì các cầu thủ đến từ câu lạc bộ Đài Nam sẽ là những người có bóng trước và bảo vệ phần sân bên tay phải màn ảnh của quý vị và các bạn. Trọng tài virus Corona đã chính thức cho hiệp thi đấu thứ nhất bắt đầu. Điều kiện thời tiết không thực sự thuận lợi, trời đang đổ mưa rất lớn. Điều này làm ảnh hưởng đến lối chơi của hai đội, đặc biệt là các cầu thủ có lối chơi kỹ thuật một chạm của câu lạc bộ Đài Nam. Chúng ta cùng đến với pha lên bóng của Dương Minh Tuyền. Dương Minh Tuyền phối hợp cùng với Huấn Hoa Hồng chuyền bóng cho Trầm Sa Lý. Trầm Sa Lý chuyền bóng cho Lang Thang Đường Phố. Lang Thang Đường Phố phối hợp cùng với Sao Kê. Vẫn đang là Sao Kê. Sao Kê phối hợp cùng với Phương Hằng. Phương Hằng đột phá. Phương Hằng đột phá qua Viu Anh. Qua Viu Anh rồi, thưa toàn thể quý vị và các bạn. Qua luôn Trang Khang. Vượt qua được Đàm Vĩnh Hưng, qua Trấn Thành, qua Hoài Linh và dứt điểm vào. Pha chạm bóng đầu tiên của Phương Hằng xinh đẹp qua năm cầu thủ sừng sỏ của hàng phòng ngự Showbiz và hạ gục thủ môn Võ Nam Yên bằng một pha cứa lòng trong chân trái tuyệt vời. Pha bóng này có thể sánh ngang với những tuyệt tác của Ronaldo, của Messi, của quá cố Maradona. 1-0 cho Đại Nam. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Vượt qua được 5 hậu vệ Vi Oanh, Trang Khang, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành, Hoài Linh và Hạ Knockout Võ Nam Yên. Không có cơ hội cho Võ Nam Yên, thưa toàn thể quý vị và các bạn. Tuyệt vời. Mới chỉ phút thứ 2 của hiệp thi đấu đầu tiên và tỷ số đã được mở cho các cầu thủ Đại Nam. Trên khán đài thì lúc này các cổ động viên của Đại Nam đang hô to sao kê. Còn ở dưới sân thì Huấn Hoa Hồng đang nói rằng tôi ăn 50. Trong khi Dương Minh Tuyền thì chào bà con. Trong khung cổ thì Duy Mạnh đang lãm nhảm bài hát tôi không sao kê đâu. Những điều này đang làm cho các cầu thủ của câu lạc bộ Showbiz họ đang phân tâm, dường như bị câm bị điếc. Và vấn đề này cũng không có gì là lớn lao, bởi vì trong đội hình của Showbiz có một lang băm tự xưng là có thể chữa được bệnh câm điếc bẩm sinh. Chúng ta sẽ cùng đến với pha phản công của các cầu thủ Showbiz. Đường chuyền dài của Hoài Linh dành cho Công Vinh. Công Vinh phối hợp cùng với Thủy Tiên. Thủy Tiên dứt điểm không vào. Bóng đã chạm chân của Natalie đi hết đường biên ngang. Vừa rồi đó là tình huống hãm bóng bằng ngực không có silicone của Thủy Tiên và thực hiện ngay cú sút mù lay má, nhưng không thắng được cái chân của Natalie. Và dường như Natalie đang là khắc tinh của Thủy Tiên, thưa toàn thể quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ đến với pha đá phạt góc này. Người đá phạt góc đó là Công Vinh. Tạt bóng, đánh đầu, pha đánh đầu của Trang Khang không thành công. Và bây giờ là pha phản công nhanh. Dương Minh Tuyền, Huấn Hoa Hồng chuyền cho Phương Hằng xinh đẹp. Phương Hằng, Hoài Linh đã kéo ngã rồi. Một pha kéo ngã thô thiện của Hoài Linh. Và trọng tài đã chỉ ngay vào chấm penalty 11m, thưa toàn thể quý vị và các bạn. Một pha kéo người thô thiện của Hoài Linh. Và Phương Hằng đã té ngã. Trọng tài virus Corona đã chỉ thẳng tay vào chấm penalty 11m. Cơ hội cho các cầu thủ Đại Nam có thể gia tăng khoảng cách. Và người thực hiện nhiệm vụ này đó chính là Phương Hằng, cầu thủ tiền đạo, đội trưởng kiêm huấn luyện viên trưởng kiêm chủ tịch câu lạc bộ CO xinh đẹp tài giỏi Phương Hằng. Phương Hằng đang đứng trước bóng. Chúng ta cùng hồi hộp chờ đợi tình huống dứt điểm penalty 11m này. Trong khung gỗ thì Võ Nam Yên đang bay qua bay lại. Dứt điểm vào. 2-0 rồi, thưa toàn thể quý vị và các bạn. 2-0. Vẫn là cái tên Phương Hằng. Phương Hằng đã tỏa sáng như lời tuyên bố đánh thép trước đó. Một mình tao có thể chấp hết. Tuyệt vời. Vẫn là Phương Hằng. 2-0. Hai pha sai lầm, một của Võ Nam Yên và một của Hoài Linh đã để cho Phương Hằng tung hai cú nóc ào hạ gục đối phương. Phút thứ 14 của trận đấu, tỷ số là 2-0. Con số 14, thưa quý vị và các bạn.
số 14 Hoài Linh phạm lỗi ngay phút thứ 14 và đã để cho Phương Hằng gia tăng khoảng cách 2-0. Khó khăn đang chồng chất lên đôi vai của huấn luyện viên Dr. Thanh, huấn luyện viên kiệm lời của câu lạc bộ Showbiz. Và chúng tôi nhận thấy huấn luyện viên Dr. Thanh đang yêu cầu hai cầu thủ dự bị, đó là số 26 Lê Thị Giao và số 51 Nguyễn Sinh khởi động. Rất có thể sẽ thay ở vị trí Vi Oanh. Vi Oanh ngày hôm nay thi đấu không thực sự tốt. Chúng ta cùng chờ đợi tình huống phản công của các cầu thủ Showbiz. Đây là Đàm Vĩnh Hưng. Đàm Vĩnh Hưng phối hợp cùng với Hàng Ni, Huỳnh Ngọc Thiên Vương, Đinh Lan, Cộng Vinh. Cộng Vinh chuyền cho Thủy Tiên. Thủy Tiên dứt điểm vào. Tỷ số đã là 1-2. Và dứt điểm bằng mu bàn chân phải tuyệt vời của Thủy Tiên đã hạ gục thủ môn Thợ Hạt số 1 Duy Mạnh. Duy Mạnh đã bị hạ gục bởi một cái mu bàn chân phải của Thủy Tiên. Quá tuyệt vời. Tình huống xem lại trọng tài va chăng. Như vậy là trọng tài công nghệ va đã thông báo với trọng tài virus corona có vấn đề gì đây. Và chúng ta cùng hồi hộp chờ đợi. Không, như vậy là bàn thắng vẫn được công nhận, thưa toàn thể quý vị và các bạn. Bàn thắng của Thủy Tiên đã được công nhận, không có tình huống việt vị nào ở đây, không có tình huống gì xảy ra. Rất tuyệt vời. Trận đấu mới hiệp 1 đã có 3 bàn thắng, nổ tài rồi. Chúc mừng những ai đánh tài sẽ vào bờ. Tuyệt vời, thưa toàn thể quý vị và các bạn. Thủy Tiên đã có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Nhưng lúc này chúng tôi nhận thấy trên khán đài vẫn đang hô vang các khẩu hiệu. Sao kê. Huấn Hoa Hồng, tôi ăn 50. Còn Dương Minh Tuyền, chào bà con. Trong khi Duy Mạnh vẫn đang thẫn thờ và tự tin liêu riêu bài hát Tôi không sao kê đâu. Một trận đấu quá nhiều cảm xúc, thưa quý vị và các bạn. Lúc này thì đội Showbiz có sự thay đổi người. Thật bất ngờ khi mà số 26 Lê Thị Dầu, cầu thủ đang ở bên kia sườn dốc cuộc đời, vào thay cho số 7 Đinh Lan chứ không phải là Viu Anh. Như vậy là huấn luyện viên Dr. Thanh đã ưu ái cho Viu Anh ở cuộc chơi này, vẫn tiếp tục tin tưởng và sử dụng Viu Anh. Rất bất ngờ, nhưng đây là quyền quyết định của huấn luyện viên trưởng, chúng ta phải tuân theo. Chúng ta sẽ cùng đến với tình huống tấn công của các cầu thủ Đại Nam. Dương Minh Tuyền tạt bóng, Huấn Hoa Hồng đánh đầu, vẫn là Dương Minh Tuyền sút, bóng trúng cột dọc và đập ngay vào đầu của trọng tài virus corona. Một tình huống cực kỳ khôi hài trong bóng đá. Dương Minh Tuyền đã dứt điểm trúng cột dọc, một pha dứt điểm như búa bổ, như B52, bóng dôi cột dọc của thủ môn Võ Nam Yên và đập ngay vào đầu của trọng tài virus corona. Ngay lập tức thì ông trọng tài virus corona đã đổ gục xuống sân. Sát bên thì lương y Lương Hằng Bâm Võ Nam Yên song sáo chạy tới xoa bóp và bấm huyệt. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi, thưa quý vị. Trận đấu sẽ tạm gián đoạn trong ít phút bởi vì trọng tài virus corona đã dường như bị viêm sao nào. Thì chúng ta sẽ chờ đợi quá trình xoa bóp và bấm huyệt của lương y Võ Nam Yên. Chúng ta cùng chờ đợi xem. Tôi đang nhận được thông tin. Như vậy là ông trọng tài virus corona sau quá trình được Lang Băm Võ Nam Yên xoa bóp và bấm huyệt thì phải di chuyển ngay vào trung tâm chấn thương chỉnh hình. Một trận đấu quá nhiều cảm xúc, điều gì cũng có thể xảy ra, thưa toàn thể quý vị và các bạn. Ông trọng tài virus corona sau khi đã dính một pha bóng như búa bổ của Dương Minh Tuyền đã đổ gục xuống sân và Lang Băm Võ Nam Yên song sáo chạy tới xoa bóp bấm huyệt. Sau một hồi xoa bóp bấm huyệt thì ông trọng tài này lại phải di chuyển thẳng vào trung tâm chấn thương chỉnh hình. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi quyết định từ ban tổ chức. Bên ngoài hành lang thì chúng tôi nhận thấy ông trọng tài dự bị mang tên Biến Thể Delta. Ông trọng tài mang tên Biến Thể Delta đang khởi động. Điều gì sẽ xảy ra đây? Hy vọng là ông virus corona sẽ tắt thở luôn cho nhân dân toàn thế giới được nhờ. Nhưng hiện tại thì lại có ông Biến Thể Delta đang khởi động. Quá cảm xúc. Điều gì cũng có thể xảy ra trong trận cầu kinh điển này, trận cầu kinh thiên động địa, và mọi chuyện đều có thể xảy ra, không theo khuôn phép, không theo khuôn khổ một thứ gì.
rất bất ngờ và chúng ta sẽ cùng chờ đợi thưa toàn thể quý vị và các bạn. Tôi đang hồi hộp chờ đợi kết quả của ban tổ chức đây. Họ đang hội ý và trận đấu của chúng ta sẽ tạm thời gián đoạn. Xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh YouTube mang tên Robert Phúc TV để theo dõi những diễn biến tiếp theo. Còn bây giờ xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại. Xin trân trọng cảm ơn.